Hòa cùng không khí đón mừng xuân mới, Đảng ta cũng đã tròn 90 mùa xuân. Hôm nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tới tham dự lễ kỷ niệm. Đây là dịp cán bộ, đảng viên của Học viện ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng và Học viện. Từ Đại hội 6 của Đảng đến nay, trải qua 7 kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đất nước đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Việt Nam lần thứ hai được bầu với số phiếu gần tuyệt đối, trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phát huy truyền thống vẻ vang ấy, hướng tới chào đón Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, Học viện cũng chính thức phát động phong trào thi đua với chủ đề Dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả.